Thì ở Singapore nó nằm ở khu Somerset Center. Singapore có rất nhiều cái thú vị giống vậy. Trong những thư viện công cộng ở Singapore, những người dân đều có thể tới đây đọc sách được. Để mang sách về thì các trường ở đây thì có cái máy để tự tìm bằng thẻ. Khá nhiều đồ sách, toàn bộ đồ sách và đọc tiếng Anh và tiếng Trung. Cái gì ở đây khá hiện tượng. Đây là những loại băng đĩa mà có thể mượn về nhà nghe. Những đọc sách được bố trí trên những cái không giá rất là đẹp, khách có thể tìm bất cứ đọc sách nào trên những cái mục bay dài cho ra được cuốn sách này. Ở trên kia là những khách người ta mượn sách và người ta có thể đọc nghỉ trưa tại đó.